Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn update tung. Bạn hãy tải file update này về máy. Nếu trình duyệt hiện lên cảnh báo thì bạn hãy nhấn giữ để file được tải về máy. Sau đó bạn hãy mở thư mục chứa file vừa tải về. Công việc tiếp theo là copy file vừa tải về dán vào thư mục gốc của Tung. Để biết được thư mục gốc, bạn vào Tung, chọn file. Sau đó chọn mở thư mục gốc. Sau đó bạn hãy tắt Tung đi, thì copy mới không bị lỗi. Vậy là đã update Tung thành công. Nhưng nếu gặp trường hợp mở file lên bị cảnh báo, thì bạn hãy nhấn bỏ qua.